Lực lượng chức năng chính quyền địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một con voi chết trong khu vực rừng ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 10, tại khu vực rừng của Tổng đội Thanh niên Xung Phong nằm trên địa bàn xã, một số người dân địa phương phát hiện một con voi đực đã chết. Tại hiện trường, một phần cơ thể của voi đã phân hủy, một số cây cối xung quanh bị đổ ngã. Tuy nhiên, cặp ngà của voi vẫn còn nguyên. Theo thông tin từ chính quyền các địa phương, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 14 con voi, tập trung chủ yếu ở các huyện Anh Sơn, Quỳ Châu, Con Cuông, Tương Dương. Khu vực voi sinh sống là trong rừng sâu, xa khu dân cư. Tuy nhiên, thỉnh thoảng người dân vẫn phát hiện voi về gần khu dân cư và nương rẫy của người dân. Trước đó, ngày 16 tháng 2, người dân xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An từng phát hiện một con voi chết trên địa bàn xã.